AMC Futsal Asian Cup QS 2022, bản quyền phát sóng thuộc về FPT Play. Đây là đội hình xuất phát của Uzbekistan với thủ thành áo số 12 Alibayev, số 4 là Ikhtiyor, số 6 Khamroev. Còn đây là những cái tên sẽ ở trong danh sách dự bị của đội tuyển quốc gia Futsal Uzbekistan. Rất tốt. Cú dứt điểm 1-0 dành cho đội tuyển Uzbekistan với một màn dàn xếp rất gọn gàng và đơn giản. Choriev là người đã ghi bàn dành cho đội bóng đến từ Trung Á. Tình huống cướp bóng nhanh ở giữa chân, giữa sân, và Khamroev là người đã thực hiện đường chuyền rất vừa vặn cho cú đặt lòng này đến từ Choriev. Bàn thắng đẹp nhất giải đấu. Hôm nay số 9 mới 22 tuổi thôi. Rất nhịp nhàng. Đây là cơ hội 2-0. Màn dàn xếp cực kỳ đơn giản mà Uzbekistan đã thể hiện. Người đã lập công đó là Adilov. Không một sai lầm nào ở trong màn phản công này của Uzbekistan. Á quân năm 2016 lại có một tình huống cướp bóng thành công. Và sau đó thì mọi thứ được dàn xếp cực kỳ gọn gàng. Cú đá cận thành này thì là không thể đỡ đến từ Adilov. Bóng rất tự tin. Ngay lập tức có cơ hội và cú dứt điểm thành bàn. 3-0 cho Uzbekistan. Dù cho đó là một pha lập công mang yếu tố may mắn phần nhiều của Lopez. Chúng ta thấy sự tự tin trong cách mà Uzbekistan đưa quả bóng về phía công thành đối phương. Đánh thẳng tốc độ, không việc gì phải ngần ngại, tiến lên và thực hiện cú đá. Thật may mắn đã đồng hành với Lopez. Bắc. Đó là bàn thắng thứ tư dành cho Uzbekistan và lại là Adilov. Pressing khiến cho Turkmenistan bối rối và sau hai pha dứt điểm, bóng lại khiến cho màn lưới của Turkmenistan rung lên. Dứt điểm và tỷ số là 5-0 rồi. Một màn mừng đúng với số áo mà cầu thủ này đang mang trên người. Một màn mừng theo thương hiệu Cristiano Ronaldo đến từ Rakhmatov. Phối hợp đá phạt góc quá hiệu quả. Cú đá đơn giản và chúng ta hãy nhìn màn mừng này. Rad cũng đang đứng vững. Tiếp tục dứt điểm từ xa. Siêu phẩm. Ropiev cũng đã có cú đúp trong ngày hôm nay. Lần này thì Berimirat phải vào lưới nhặt bóng rồi. Cướp bóng hay. Cơ hội. Không thể khác được 7-0 cho Uzbekistan. Cứ mỗi khi mà đội bóng áo trắng cướp bóng thì chúng ta có cảm giác rằng họ sẽ ghi thêm một bàn nữa vào lưới của Turkmenistan. Thậm chí là cầu thủ Turkmenistan còn bối rối đến mức là tự cướp bóng của nhau. Và sau đó thì thời cơ mở ra, Ropiev là người đã thực hiện đường chuyền hợp lý. Thủ hưởng lợi là Faridinov. Không hề khó khăn với hàng phòng ngự của Uzbekistan mà họ lại tiếp tục lên bóng một cách rất nhanh chóng. Cơ hội để dứt điểm. Tuyệt vời. Pha xử lý quá xuất sắc. Đơn giản là miêu tả như thế thôi. Bởi sự thức nhạy đến từ Usmonov. Pha dứt điểm này thì thực sự là không thể chê vào đâu được. Cái xoay người quá dẻo và cú chích mũi để đưa quả bóng về phía cột xa. 8-0 cho Uzbekistan. Những đơn giản đây là sự tinh tế mà Usmonov đã thể hiện ở bàn thắng này. Đây rồi, cơ hội. Dứt điểm. Bàn thắng đã tới với Uzbekistan. Ở trận đấu này họ đã nhanh hơn so với trận đấu trước và chỉ mất 3 phút thi đấu mà thôi. Uzbekistan đã tìm được đường vào khung thành của đối phương. Và phối hợp đơn giản.
của các cầu thủ Uzbekistan. Cơ hội đây rồi, cú sút ngay, 2-1. Nisanov khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ Uzbekistan là rất tốt. Đó là tình huống tấn công không rõ nét và cũng đã bị bắt bài. Nhưng hàng phòng ngự của Tajikistan lại chơi chưa quyết liệt. Như vậy là đã có bàn thắng thứ 3 dành cho Uzbekistan. Ta đã chơi một trận đấu quả cảm, hợp lý, thể hiện được tinh thần. Và đó là bàn thắng mở tỷ số dành cho Uzbekistan. Nỗ lực cá nhân của số 9 Tulkinov. Tulkinov một mình dẫn bóng từ giữa sân và vượt qua các cầu thủ Bahrain trước khi dứt điểm để chọc thủng lưới thủ thành Mohamed Syed Abbas Mohamed. Saed xử lý thiếu an toàn và đây là cơ hội 2-0 cho Uzbekistan. Sai lầm của thủ thành Saed Mahfouz đã bị trừng phạt. Một pha xử lý bối rối thôi. Uzbekistan thực hiện cú đá đơn giản. Usmonov là người đã lập công. Tỷ số được nhân đôi rồi. 2-0 cho Uzbekistan. Da Silva đang phải đối mặt với khó khăn và đây là bàn thắng thứ 3 sau sai lầm một lần nữa. Ở nỗ lực chơi power play đến từ Bahrain. Tình huống diễn ra với tốc độ rất cao khi mà chúng ta được quay trở lại với diễn biến của trận đấu. Thì đó đã là tình huống cướp bóng đến từ Uzbekistan. Lần này thì người mắc sai lầm là thủ thành Yusuf Saleh. Chuyền thẳng vào chân của đối thủ. Sút ngay! Cú đá quá uy lực đến từ Fakhridinov. Cầu thủ sinh năm 2002 và là cái tên trẻ trung nhất trong đăng ký thi đấu ngày hôm nay của Uzbekistan. Đây đã là bàn thắng thứ hai ở giải đấu năm nay đến từ Fakhridinov. Cú đá đơn giản là tạt tượng thủ thành đối phương. Qua người tốt Nisanov. Đây là cơ hội tuyệt vời. Mọi thứ được dàn xếp chuẩn bài và đơn giản. Bàn thắng đến với Uzbekistan như thế đã được lập trình. Người đã viết cốt là Nisanov cùng với Tulkinov ở trong tình huống này. Những dòng cốt hoàn hảo và không hề có bất kỳ bất nào. Không một lỗi nào cả. Công thức được lập trình hoàn hảo và bàn thắng đến như một lẽ tất yếu mà thôi. Rakhmatov. Đường chuyền quá hợp lý. Tưởng chừng như đó là một cú đá nhưng nó trở thành một đường chuyền gọn gàng để cho Usmonov nâng tỷ số lên thành 6-0. Đây là khoảng thời gian mà Uzbekistan đang tích lũy thêm chỉ số. Với mỗi cá nhân bên phía đại diện của Trung Á thì có lẽ là họ cũng muốn có cho mình những khoảnh khắc tại vòng chung kết AFC Futsal Asian Cup 2022. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.